Chào các bạn, đây là kênh Tôn Hoàng Vlog nhé. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu với các bạn một cái video về con xe Win, đó là căn bệnh trượt côn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cái căn bệnh này để cho các bạn có thể hình dung cũng như là biết được tại sao là xe của chúng ta nó bị yếu máy trượt côn như vậy. Thì đây, vì là mình vừa làm cũng như là vừa phải quay video, thành ra góc quay với cả cái hình ảnh nó không được đẹp thì các bạn hết sức thông cảm. Nhưng các bạn có thể nghe rõ những gì mình hướng dẫn để các bạn có thể hiểu hơn về chiếc xe cũng như là cách chúng ta sử dụng xe làm sao cho đúng. Thì như các bạn biết thì cái dòng xe côn côn tay thì có thể cấu tạo nó khác nhau, nhưng mà cái nguyên lý hoạt động nó đều như nhau các bạn nhé. Nó đều phải có lá côn, nồi côn đó, để xe chúng ta nó có thể hoạt động tốt hay không, xe bốc hay không, thì cái việc chúng ta biết được cách xử lý cũng như là cách chúng ta đi để cho xe chúng ta nó bền. Thì để chiếc xe chúng ta côn tay bền thì các bạn không nên bóp côn và vê ga đó. Nếu các bạn bóp côn thì cái lá côn chúng ta nó xách tách ra. Thì đây là cái bộ nồi côn này. Đây là bộ nồi côn của xe Win các bạn nhé. Đó. Thì trước đây khách cũng đã mới làm lại côn này, lá côn mới này. Đó, nhưng mà đi rất là đạp, thậm chí đạp còn trượt côn. Đó. Xe chúng ta hiện tượng khách đến đây là đạp còn đạp nó trượt trượt côn này, nó nhẹ bẫng. Là xe chúng ta không thể nổ được máy. Thì cái dòng xe này của chúng ta là không có đề các bạn nhé. Xe Win không có đề, thành ra là côn của chúng ta nó phải đạp mới nổ được. Xe này lại trượt, mới làm lại côn nhưng mà lại trượt, không thể đạp nổ được. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn biết là tại sao xe này mới nhưng mà nó lại không thể đạp được các bạn nhé. Thì đây, quan trọng nhất xe chúng ta là cái bộ nồi côn này. Đó. Bởi vì phía trước nó chỉ là một cái bánh đà thôi. Thành ra nó không liên quan. Đó. Thì đằng sau này có cái nồi côn này. Thì cái lá côn của chúng ta này, nó nằm ở trong này. Đó. Khi chúng ta đi thì cái bộ côn chúng ta nó ép lại, nó bung ra, bóp côn thì nó bung ra để chúng ta vào số nhẹ nhàng. Nhưng mà trong quá trình đi chúng ta cứ bóp bóp côn và vê ga, thành ra cái lá côn chúng ta nó xoay tít, nó sẽ ma sát vào nhau, dẫn đến là xe chúng ta nó bị mòn hết lá côn các bạn nhé. Nhất là hai cái má này chúng ta này, đó, lá mới thì có thể chưa mòn lắm, nhưng mà hai cái bề mặt này của chúng ta này, như các bạn nhìn kỹ rõ này, thì hai cái bề mặt này của chúng ta nó mòn sâu xuống này. Đó, nó mòn sâu hẳn xuống và nó nhẵn bóng này. Thì dẫn đến là hiện tượng xe chúng ta là cái côn, cái lá phíp chúng ta nó chạy ở trên bề mặt này, nó ép nó không chặt các bạn nhé. Đó, cái bề mặt này là nó trong quá trình chạy nó sẽ bị xoa này, nó xoa đi xoa lại này. Thì nó mòn hết cái phần má côn này. Đó, hai cái má côn này nó ép vào nhau, nó bị xoa cả hai bề mặt luôn các bạn nhé. Đó, bề mặt này cũng bị xoa này, đó, nhăn bóng. Mà như các bạn biết là khi mà cái bề mặt này nó nhăn bóng rồi thì nó không thể bám được côn, thành ra khi chúng ta đạp nó sẽ bị trượt. Chính vì cái hiện tượng trượt này thành ra là xe chúng ta không thể bốc được này. Đó, nó có... thì đây là cái bộ đây là bộ côn mới này. Đó, mình đã mua một bộ mới về để lắp vào. Thì thường cái bên cái bát sau này thì thường thường nó sẽ không hỏng được các bạn nhé. Đó. Mà đa phần nó hỏng cái ruột này. Đó. Cái bộ nồi này chúng ta này. Đó. Thì mình chỉ cần thay cả bộ này mới là xe chúng ta sẽ bốc. Đó. Thì cái bề mặt này chúng ta này, đấy, nó rất là nhẵn. Đó. Nó nhẵn mà nó có ma sát này. Đó. Thì cái nồi côn này của chúng ta thì mình cũng thay nồi tốt các bạn nhé. Đó. FCC này. Đó. Hàng FCC là hàng tốt. Đó. Thì cái loại lá côn này rất là bốc. À, chúng ta thay hết cả bộ luôn, lá thép cũng như là lá phíp này. Cả bộ chúng ta là có 4 lá phíp và 3 lá thép. Thì chúng ta nên thay đồng bộ thì xe chúng ta nó sẽ bốc hơn. Nhưng trước đây là khách thay cũng chỉ là thợ làm cũng có thể tiết kiệm, hoặc là thợ không biết cách để chúng ta cân làm sao cho cái bộ côn chúng ta nó bốc. Thành ra khách cũng, cho nên thợ trước cũng chỉ thay mỗi lá côn thôi các bạn nhé. Đó, thành ra xe chúng ta cũng đi được
vài ba bữa xong nó lại trượt ngay. Cái bộ nồi này của chúng ta nó cũng đã theo xe, chạy rất là cũ rồi. Đó. Trong từng ý thời gian sử dụng cũng như là khách chạy suốt ngày bóp côn Vega thành ra nó mòn hết rồi. Và thợ trước không biết cách để chúng ta xử lý thành ra là lại mất thêm một lượt tiền nữa. Thì đây cũng chỉ là cách để cho các bạn có thể biết được là xe chúng ta nó bị như vậy thì chúng ta sẽ phải thay những gì cũng như là cách sử dụng là làm sao. Thì các bạn lúc nào vào số thì chúng ta mới bóp côn các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn bình thường thì đừng bao giờ là nghịch, nhất là các bạn thanh niên thì lại rất thích nghịch bóp côn Vega cho nghe cho nó thích, nhưng mà đó chính là cách để làm cho cái máy chúng ta nó nhanh học, cái côn chúng ta nó nhanh yếu đi, và chính những cái phần khi chúng ta Vega ấy, toàn bộ những cái nhôm mặt nhôm mà cái bộ là nồi côn này với lá côn nó ma sát vào nhau, nó sẽ ra những cái mạt nhôm. Đó, mạt nhôm thì nó sẽ hòa cùng dầu và nó khoáng khắp máy lên, làm cho cái máy của chúng ta nó sẽ nhanh bị xuống cấp, thậm chí có những cái máy nó còn kêu các bạn nhé. Đó, khói mù mịt, thậm chí là kêu là do một cái nguyên nhân rất là không phải là, cái đây là nguyên nhân chủ quan, đó, không phải là khách quan nữa, mà do chúng ta đi như vậy thành ra Vega, bóp côn Vega thành ra cái hệ thống côn chúng ta nó phá từ hệ thống nọ dẫn đến hệ thống kia. Khi mà côn chúng ta đã hỏng rồi thì nó sẽ khoáng dầu, nó sẽ phá tiếp hơi và hơi hỏng nó ăn dầu và nó sẽ lại phá tiếp vào cam biên, cho nên cái máy chúng ta nó sẽ nhanh xuống cấp. Tại sao có những xe côn tay mới nhưng mà các bạn thanh niên đi chỉ một thời gian sau là nó xuống cấp, mặc dù xe chúng ta cũng phân khối rất là lớn, thời gian đầu đi rất là bốc nhưng mà về sau nó sẽ nhanh xuống cấp. Đó, đây là cái dòng xe côn tay. Còn cái dòng xe mà xe số tự động, đúng không ạ? Côn tự động. Đó. Thì xe chúng ta côn tự động các bạn cũng hay dìm cần số và các bạn Vega thì đó cũng là cách làm sao làm cho xe chúng ta nó cũng yếu máy các bạn nhé. Thì đó chính là xe chúng ta nó bốc hay không thì cái phần hơi cũng chỉ là một phần đó, tức là cái dung tích xi lanh của chúng ta nó lớn thì xe chúng ta nó sẽ bốc hơn đó. Còn quan trọng xe bốc nữa hay không là do cái phần côn này các bạn nhé, kể cả xe côn tay cũng như là côn tự động thì cái bộ côn nó quyết định bốc đến 60-70% cơ. Đó, cái hơi chỉ là một phần thôi. Nhưng mà cái côn chúng ta mà đi mà cứ do nghịch ngợm, chúng ta đi không biết cách nhưng mà vào số về số cho nó ngọt thì nó cũng dẫn đến là nó sẽ nhanh xoa cái bộ côn chúng ta đi, nó sẽ nhanh hỏng. Thì cái video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì mình cũng chỉ hướng dẫn để cho các bạn là mới học nghề hiểu hơn về cái hệ thống côn chúng ta, tại sao nó nhanh hỏng và cách chúng ta xử lý. Cũng như là các bạn đang đi xe, các bạn muốn tìm hiểu về xe, các bạn có thêm một chút kiến thức về xe để chúng ta chăm chiếc xe chúng ta, cũng như là cách chúng ta sửa làm sao cho nó đúng, an toàn nhất và tiết kiệm nhất, chỉ sửa một lần chứ đừng nên sửa đến 2-3 lần các bạn nhé. Đó, thì đây là chúng ta thay một lúc là cả bộ nồi này luôn thì nó sẽ đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ bền. Còn thợ trước đây làm tiết kiệm thành ra chúng ta lại mất tiếp một lần tiền nữa. Đó. Bây giờ những bộ côn này nó đã hỏng hết rồi, thành ra chúng ta phải thay bỏ hết. Đó. Video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu cảm thấy cái hướng dẫn cũng như là cái chia sẻ của mình, đó là kinh nghiệm thực tế trong nghề. Đó, các bạn anh em thợ mà làm lâu năm rồi thì đến 90% là các bạn cũng đã biết rồi, thì các bạn có thể bỏ qua video của mình. Đó. Và mình cũng rất mong muốn là các bạn ủng hộ mình, là đăng ký kênh và chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân mình đến với các bạn và bạn bè của các bạn để các bạn hiểu thêm về chiếc xe cũng như là cách chăm sóc. Thì video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.